đi ra để mẹ bóc. Ơ thế xe này được không? Mơ lấy xe của mẹ được không? Xinh nhỉ quá nhỉ. Đấy. Bạn ơi, bạn cảm nghĩ của bạn như thế nào nào? Sướng sướng. Sướng à, thích à? Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình được nhận xe VF3 rồi mọi người ạ. Mọi người thấy không? Mình nhận xe rất là nhanh. Hôm nay bạn sale gọi mình ra lấy xe thì mình ra lấy xe thôi. Không biết là các bạn số thứ tư bao nhiêu, nhưng mà mình được nhận xe rồi nhá. Đây là xe của mình. Vẫn chưa bóc tem mọi người nhá. Đây. Chưa bóc tem luôn. Để mình quay này. Đấy, mình đã bảo rồi, mình mua con màu trắng. Mọi người có thể thấy đây là con xe mà không à quên mất không phải xe của mình. Đây là xe mình mua cho vợ mình. Đấy, mọi người có thể thấy màu trắng. Mình thích màu trắng hơn mọi người nha. Màu trắng thì sẽ dùng được lâu hơn. Mình có bảo với mọi người rồi. Vợ mình thì nó cũng thích màu vàng cơ, nhưng mà mình quyết là mình sẽ lấy màu trắng. Để mình mở cái cốp lên cho mọi người xem. Đấy, vẫn ly lông nha mọi người nha. Vẫn ly lông, chưa bóc. Cái này mình sẽ để cho vợ mình nó bóc. Đấy, mọi người nhìn cái này như kiểu xe tải ấy mọi người. Như kiểu con xe long tạ ấy. Cái này là cái gì đây? Ôi. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu 83,3W trên km. Đây là cái hàng ghế phụ. Để mình thử gập vào xem làm. Mình còn chưa biết sử dụng cái con này cơ. À đây, gặp vào này tí nữa sẽ đi đón bọn trẻ con luôn. Mới vào đến cái hàng 2 đây mọi người. Ngồi thực sự là nó cao hơn con Lắc A của mình khá là nhiều. Cái kiểu nó là cúp đô thị ấy mọi người, nên là nó sẽ cao hơn. Ngồi thì thoải mái hơn. Nói chung là cũng vui mọi người ạ. Kiểu nó là một con xe mà kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh, xong rồi vọc vạch các thứ ấy. Mình sẽ quay cho mọi người video nhiều hơn về con VF3 này nhá. Mọi người có thể thấy đây, mình ngồi ghế sau nhá. Mình 1m67, mình ngồi ghế sau thì kịch luôn. Cái ghế trước này của mình đang để hơi sâu này, nên là mình ngồi ghế sau sẽ kịch luôn. Thường thường thì nó cũng chỉ dư khoảng tầm 5 phân thôi. Còn đây là bên này đang gập ghế thì mình không nói rồi. Nói chung là cái con xe này nó chẳng có gì mọi người ạ. Nó đơn giản, chức năng thì cũng chẳng có gì đâu. Nói chung là con VF3 này nó chẳng có cái gì mọi người ạ. Nó không có cái gì cả. Nói chung là chỉ lên xe và đi thôi. Chứ nhạc thì nói thật với mọi người là nhạc nó đã không hay rồi. Hết rồi, chẳng có gì nữa. Nó chỉ như một chiếc xe cơ bản thôi, để mọi người đi phố, đi chợ. Thì với cái giá mà 230 triệu, 233 triệu thì làm gì có gì, đúng không? Mình chưa đóng chặt thắt dây an toàn này. Có mấy lần mình không thắt dây an toàn này, bị anh em chửi quá trời luôn. Nên là bây giờ mình đi đâu mình cũng phải thắt dây an toàn rất là kỹ, xong rồi mình mới đi. Mà đặc biệt là khi mình quay thì mình thắt dây an toàn đấy. Đấy, mình đang tăng tốc đây mọi người nha. Nói chung là khá là ok đấy. Bây giờ mình về mình lấy đồ. Mình lấy đồ để mình đi giao hàng. Đấy, con này sẽ được đi giao hàng luôn mọi người nhá. Mọi người thấy tăng tốc ok không? Cũng được mà nhờ. Tăng tốc lên nhanh hết mọi người ạ. Đi cũng thích đấy. Mỗi tội là treo của nó hơi bị sóc thôi. Chung là treo con này thì nó ối giời ôi luôn. Thật sự là mình đang để máy quay ở trong xe nhá. Treo sau của nó rất là sóc, nên là nhiều khi nếu mà sóc quá thì còn hỏng máy quay cơ. Nên là mình sẽ chú ý hơn khi mà đi qua giờ giảm tốc. Nó nảy lắm mọi người, nảy mà đến nỗi mà nó bay cả người lên. Thật sự là nó bay người mọi người nhá, chứ không êm ái như kiểu Lắc A hay là như Mazda 3 thì còn tạm tạm được.
Với cả con này nó có cái phanh tái sinh ấy mọi người. Nhiều khi anh em đi không quen là cũng hơi oải. Mình đang đi gần về nhà rồi. Mình lấy xe ở Vincom Long Biên. Đi về nhà thì thực sự là con này nó cũng không có gì đâu mọi người. Những cái chức năng của nó thì nó chỉ là những cái chức năng cơ bản thôi. Nó không có gì cả. Mấy cái ni lông này tí nữa mình sẽ để cho vợ mình bóc. Tại vì là xe này là xe của vợ mình mua cho vợ mình. Chắc là vợ mình sẽ rất là thích. Bọn mình thì thích màu vàng hơn nhưng mà mình khuyên mãi thế là cuối cùng nó vẫn lấy màu trắng mọi người ạ. Màu trắng thì sẽ đi được lâu hơn và sử dụng được lâu hơn rất là nhiều. Bây giờ sẽ có nhiều xe à, có nhiều xe để mình trải nghiệm rồi mọi người ạ. Lại có thêm một con VF3 để trải nghiệm. Con này đi khá là thích nha mọi người nhá. Thực sự là nó là thoải mái đấy. Kiểu nó rộng ấy. Rộng mà nhìn rất là thoáng. Cái cửa này nó rộng và cái trước mặt mình nó rộng, đi thích thật, đi loanh quanh sướng mọi người ạ. À, sướng đấy mọi người, lên mua một con để đi mọi người ạ. À, thích mà, đến bây giờ mình thấy nó vẫn thấy thích, vẫn thấy hơi kiểu nâng nâng ấy mọi người. Nói chung là cũng vui, mặc dù không phải xe của mình nhưng mà mình phải trả tiền mọi người nhá. Mình phải trả tiền chứ vợ mình có phải trả tiền đâu bác. Đây, vào đây để đỗ xe. Đỗ xe ở đây. Cái này mở cửa, nó mở cửa kính ở đây. Bác ơi, cho nó đỗ xe ở đây một tí, cháu lên nhà rồi lấy đồ nhá. Không quen để mình lên nhà mình lấy đồ. Cái này tắt đâu nhỉ? Gà có mọi người. Mình rút cái này ra mà tắt. Đây mình ra khỏi xe rồi mọi người nhá, nó tắt rồi nhá. Quê vãi luôn. Đây, nó tắt rồi mọi người, bây giờ mình lên nhà mình lấy đồ không để mình mang xuống. Nhưng mà để vé bổ túc thêm hả? chưa lái được nhưng mà vé bổ túc thêm hả? Đúng rồi, thì học sinh có cả màn hình nhỉ? Đúng rồi, có màn hình có hết mà bác. Ừ, núp non lắm, núp trước hơi non, đi được khoảng 8% thôi, 80%. À, chung ok phết. Nga số đâu? Em cắm chìa khóa vào đây là đi luôn bác ạ. Không có số, quên thì bảo số. Cắm chìa khóa vào đây, cái đấy, số đây. Không cẩn thận là chết đi chứ đi. Để sao? Nhầm lẫn là nên mẹ nhảy vọt lên đi. Cháu đi 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 con này vẫn còn kiểu hơi ấy. À, tất nhiên mình đang đi xe số kia khác, cái xe điện này chứ. Đúng rồi. Đấy. Thôi cháu đi đây. À, đi đi. Đi lượn 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 lờ tí. Lượn lờ tí. Số lùi rồi đấy à? Và để xem nào đây. Em xịt đồ anh qua cái xe được không? Cho nó sạch cái, không cần phải rửa đâu. Xong xịt qua thôi. Ừ. Ok em. Và xịt qua nước cái cho nó mà cho nó ấy anh em ạ. Tổng thể qua thì thực sự là mình mới lượn một vòng khoảng tầm từ lúc mình nhận xe đến bây giờ là mình đi khoảng tầm 10 cây rồi mọi người nhá. 10 cây thì thực ra là 10 cây thì không đánh giá được nhiều nhưng mà mình thấy 10 cây thì nó như thế nào nhỉ? Nói chung là nó cũng được sơ sơ tổng quan rồi mọi người ạ. Thì con này đầu tiên thì mình thấy nó đẹp thôi. Nó đẹp. Công nghệ thì hơn 200 triệu thì mọi người cũng biết rồi đấy. Công nghệ thì bình thường, không có gì cả, chỉ là những cái chức năng cơ bản bình thường thôi. Về đến ngôn ngữ thiết kế của con này thì nó như kiểu là một con cúp đô thị như mọi người, đi thì lái thì nó khá là cao và dễ lái đấy, cao và dễ lái. Còn để mà
nó ngon, lái ngon thì không mọi người nhá. Nhưng mà bù lại được, nó được cái vô lăng này rất là nhẹ. Thực sự là cái vô lăng này nhẹ này, lái sướng, ở trong đô thị lái vô lăng này nhẹ sướng. Về độ ồn thì ví dụ đi tầm 50 km/h thì bình thường mọi người, cũng không ồn đâu. Còn để mà đi lên cao tốc thì đương nhiên rồi, chắc chắn là sẽ ồn. Mình nghĩ là con này ồn thì nó cũng ồn như kiểu Mazda 3 thôi mọi người nhá. Để mình sẽ có một cái video test cái độ ồn thực tế cho mọi người xem. Còn để mà đo với lắc A thì không thể đo được. Chỉ đo được với Mazda 3 thôi mọi người. Mình nghĩ là con này với Mazda 3 là cũng tương đương nhau này, chẳng khác gì nhau cả. Đấy, mình đang đi và mình cũng đang đi Mazda 3 thì mình thấy độ ồn của Mazda 3 nó cũng xem con này, không khác gì nhau là mấy. Hết rồi. Thì bây giờ mình đang đi ra chỗ vợ mình để đón vợ mình với lại đón bọn trẻ con. Thì để cho vợ mình bóc tem con xe này, thực sự là chắc là sẽ rất là vui khi mà lần đầu tiên vợ mình được đứng tên xe. Còn đâu hai xe trước là toàn đứng tên xe, đứng tên mình với lại toàn mình đi thôi. Thì với lại vợ mình thích con VF3 này hơn, nó nhỏ nhắn xinh xắn đấy. Hôm nay mình là mua con VF3 này tặng cho vợ mình đấy. Lâu lắm rồi mình được nhận xe. Để tắt cái này đi. Vẫn nhìn thấy. Cười thế. Mẹ bác cho. Cho con cầm. Để ni lông lên. Để ni lông ra để cho đây em bóc bóc tem. Thế con được bóc như này. Đấy em bóc cái màn hình này đi, có mỗi cái màn hình này thôi em ạ, chứ không có cái gì cả. Đấy. Sướng thế. Thì bây giờ cảm xúc của em như thế nào? Em hãy cho cho các bạn biết cảm xúc của em như thế nào. Khi mà nhận về bà sướng. Vui đúng không? Vui không? Con ăn rồi đến gì? Cái này của anh Khoai. Khoai này. Đây nha mọi người, đây là 5 người nhà mình ngồi ở trên con VF3. Thì nói chung vẫn vừa, tại vì con mình nhỏ thì vẫn rất là thoải mái mọi người. Mai mẹ lên cho nhé. Ở đi ra để mẹ bóc. Ở thấy xe này được không? Mua lấy xe của mẹ được không? Xinh nhỉ bác nhỉ? Đấy. Ôi bạn ơi, bạn cảm nghĩ của bạn như thế nào nào? Sướng. Sướng à, thích à? Nào, mơ thấy như nào nhỉ? Vui vẻ à? Thế Khoa thì thế nào? Khoa thấy xe mới thế nào? Xe mới được không? Con có thích không? Thế bao giờ mẹ chở con đi học bằng xe này nhá? Không cần bố nữa nhá. Bố đi xe trắng. Bố đi xe của bố nhá. Con đưa